Hello xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của bình luận viên Diaki và hôm nay thì có một vài thông tin mới mới cập nhật cho anh em đây và <laughs> một vài thông tin mới khá thú vị đầu tiên thì là hôm qua ấy tôi có đi ăn nhậu này với một số tay to mặt lớn ở trong làng Khi Phai Việt Nam ấy thì tôi có hỏng được một số thông tin và liên quan đến cái vấn đề là rất nhiều anh em đang thắc mắc đó là vấn đề là bên Nga nào sẽ phân bổ cái suất khách mời như thế nào cho các đội tuyển mà tham gia vào trong FIFA World Series C. Ngoài ra thì hôm nay có thông tin về việc là bên Huyền thoại Sinh Tồn đã công bố là cái vòng loại Việt Nam mà lấy ra hai đội mạnh nhất ở Việt Nam tham dự FIFA C, World Series C Spring 2024. Đấy thì đây tôi cho anh em xem. Ok. Đấy ở đây chúng ta sẽ có đó là thông tin là FIFA WS VN Spring 2024 sẽ chính thức trở lại từ đầu tháng 1 năm 2024. À, đây sẽ là giải đấu chọn ra hai đội tuyển mạnh nhất ở Việt Nam tham dự giải Spring 2024. Thì thời gian mở đăng ký từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 cho đến mùng 10 tháng 1 tức là chúng ta chỉ có 10 ngày để đăng ký thôi. Thì uh, vòng loại toàn quốc thì sẽ diễn ra trong vòng 2 tuần Tức là 19, 20, 21 tháng 1 và 26, 27, 28 tháng 1 Tôi cũng chưa biết là vòng loại toàn quốc này thì nó sẽ diễn ra như thế nào hay Nó sẽ diễn ra ở cụ thể các tỉnh hay là các đội phải tập trung lại về một nơi để bắn Thì cái này tôi tôi, tôi, tôi cũng đang chưa biết là vòng loại toàn quốc này sẽ diễn ra như thế nào Và số lượng team ở đây là bao nhiêu Hiện tại thì uh, mới thấy rằng là bên Ghana họ thông báo về việc là họ thông báo về việc là vòng loại toàn quốc bắt đầu từ ngày 19 thì không biết là vòng loại toàn quốc này sẽ có tổng cộng là bao nhiêu team đấy thì đây cũng là một trong những cái mà tôi đang khá thắc mắc không biết là vòng loại toàn quốc này sẽ bao nhiêu team và số lượng các team này thì sẽ phân bổ như thế nào bởi vì tôi nghĩ rằng là những cái đội mà đến vòng loại toàn quốc này một trong những điều quan trọng là thứ nhất là họ phải chơi ở studio đấy có thể là họ sẽ phải chơi ở, ở... tức là họ phải tập trung ở sài gòn địa điểm thi đấu thì sẽ chỉ có một địa điểm thôi đấy là ở thành phố Hồ Chí Minh thì tất cả những cái đội nào mà muốn thi đấu ấy sẽ phải bay vào trong thành phố Hồ Chí Minh để thi đấu. Và cái vòng loại toàn quốc này thì cũng sẽ không uh, sẽ không 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 livestream thì chưa biết là số lượng vòng loại này là bao nhiêu nhưng tôi nghĩ là chắc là nó phải từ tầm 24 cho đến 36 team. Đấy tôi nghĩ là nó phải tầm từ 24 đến 36 team tức là nó phải chia thành khoảng 3-3. Ở đây nó bắn 3 ngày thì tôi cho nó khoảng 24 team ít phải 24 team hai tư team này ấy, thì uh, tôi nghĩ là đến ngày mùng 1 tháng 1 rồi này thì chúng ta tức là từ giờ cho đến 31 tháng 12 tức là 10 ngày nữa thì chúng ta sẽ có kết quả là những team nào sẽ là team được mời đây này. Ba cái suất mời trực tiếp này này thì những team nào những team được mời thì tôi nghĩ là trong vòng 10 ngày nữa thì chúng ta sẽ biết được đâu là những team được mời vào giải FIFA World Series và đâu là những cái team mà sẽ phải thi đấu vòng sơ loại Đấy, những cái team mà thi đấu vòng sơ loại thì họ sẽ thi đấu vào trong 3 ngày, à, trong 6 ngày từ 19, 20, 21 tháng 1 đến 26, 27, 28 tháng 1 thì đây là những cái mà tôi đang đang hiểu là như thế thì tôi nghĩ rằng là với cái khoảng thời gian đăng ký ngắn như thế này cũng như là cái vòng loại toàn quốc nó chỉ kéo dài vào 2 tuần thôi thì tất cả các đội tuyển họ sẽ đều cần phải tập trung ở studio thi đấu của Gaena ở trong thành trong thành phố Hồ Chí Minh ấy đấy tất, là tất cả đội tất là những đội nào mà đang ở hà nội hay các tỉnh khác thì buộc sẽ phải di chuyển đến thành phố hồ chí minh để thi đấu trong những ngày này đấy chứ còn nếu như các bạn mà sống ở tỉnh khác thì nói chung là no hope đấy no hope tại vì giải này chắc chắn là sẽ không bằng online bởi vì để tuyển ra cái đội mà đến với fifa world series uh, vòng đông nam á ấy, thì chắc chắn là đội này sẽ phải rất nghiêm túc và khi mà đội đấy rất nghiêm túc thì cái điều quan trọng là chúng ta cần phải tuyển nghiêm túc từ ngay đầu vào. Nghĩa là những cái đội mà tham gia ở trong cái vòng bảng này là cũng là, tay to mặt lớn. Tay to mặt lớn không phải đơn giản đâu. Rất là căng kèo đấy. Thì không biết này là bao nhiêu team mà tôi đang dự đoán chắc là 18 team, 18 cho đến 24 team. Chưa biết là vòng này, vòng này bắn ba hai tuần. Thứ sáu thứ bảy nhà tuần này và thứ sáu thứ 7 ở nhà tuần sau thì cứ cho như là... Uh, tôi đang nghĩ là chắc là nó từ khoảng 18 tim đấy cùng lắm là 36 tim thôi cùng lắm là 36 tim mà không phải chắc là chỉ 18 tim 18 tim thi đấu vòng tròn 18 tim đấy thì lấy ra 12 tim à vòng bảng thì sẽ diễn ra trong 3 ngày từ mùng 2 tháng 2 mùng 3 tháng 2 mùng 4 tháng 2 à, thế thì vòng bảng này diễn ra trong vòng 3 ngày vòng bảng này diễn ra trong vòng 3 ngày thì vòng bảng này chắc là sẽ lấy ra uh, 18 tim đi Thế là phải lấy ra 18 team Chẳng lẽ có 12 team để bắn vòng bảng tận 3 ngày Thì nó hơi buồn cười Như thế vòng loại toàn quốc thì chắc là nó phải có tầm 24-36 team Đấy 24-36 team sau đó thì sẽ loại bớt đi Để còn lại 18 team Thì 18 team sẽ vào trong vòng bảng và bắn để lấy 12 team Còn chung kết thì 12 đội sẽ thi đấu với nhau Để lấy ra đó là hai đội đến với FIFA World Series Đông Nam Á hợp lý hợp lý thì năm nay cái giải nội địa rất là ngắn năm nay như vậy là toàn bộ giải nội địa của chúng ta từ vòng ngoài cùng thì chỉ đến từ 19 tháng 2 à 19 tháng 1 cho đến mùng 4 tháng 2 mùng <laughs> 4 tháng 2 là sát Tết rồi ạ mùng 4 tháng 2 như là phải hai mươi mấy Tết rồi đấy anh em đấy năm nay Tết âm lịch uh, Tết âm lịch thì mùng 2 mùng 3 mùng 4 tháng 2 Tết âm lịch uh, 2024 đi Tết âm lịch 2024 thì là mùng 1 Tết thì là ngày mùng 10 tháng 2 à mùng 12, thì tức là ngày mùng uh, 1, mùng 2, mùng 2, 3, 4 thì là một một tuần trước Tết. À thế là là vào ngày uh, uh, thứ ba à thứ sáu này là ngày 23 Tết là ngày cúng ông công ông táo này. Đấy là bắn vào ngày 23, 24, 25 Tết. Ui. Ra may quả vòng vòng bảng nó bắn mùng uh, 2, mùng 3, mùng 4 tháng 2 là sát Tết luôn đấy. 25 Tết là vẫn còn bắn. 25 Tết là vẫn bắn. Đấy, sau đó thì mới nghỉ Tết. À, rất là sát luôn và sau đó thì các đội sẽ được nghỉ tết trong vòng 2 tuần đến gần một tháng ấy và đến mùng 1, mùng 2 tháng mùng 1, mùng 2, mùng 3 tháng 3 tức là đến tận 3 tuần sau khi 4 tuần sau khi bắn xong cái vòng bảng thì vòng chung kết mới bắn và lấy ra hai đội đi tham dự FIFA World Series Đông Nam Á. Như vậy là năm nay thì cái xác suất mà lấy cái team nó cũng rất là rất là khó khăn. Tôi cứ cho là cái vòng loại ở bên ngoài vòng bảng nó có 36 team đi, 36 mà lấy có 2 team. Mà trong đấy một số team mà họ không cạnh tranh ở trong cái suất mời đi. Thì ít nhất là ví dụ như là có 3 team trong suất mời, ví dụ như là P Sport God và WG được mời đi. Thì còn ba ông còn lại như là V Gaming, Team Flash rồi ranking là cũng phải thi đấu ở cái vòng loại toàn quốc này. Thế là bắn lại từ đầu hết Bắn lại từ đầu hết Không biết là vòng loại toàn quốc này lấy team hoàn toàn mới Và các team uh, mà từ 6 team top 6 mùa trước trụ hạng lại Thì có phải thi đấu vòng loại hay không Hay là được vào thẳng vòng bảng hay vòng chung kết luôn Đấy nhưng mà này căng cò đấy này càng cỏ thực sự là nếu mà thi đấu vòng loại thì năm nay rất hên xui vì thật ra số lượng trận cũng ít vòng loại toàn quốc thì chưa chắc là tất cả trận đều các đội đều bắn đủ cả 6 ngày này thì nên là cái chuyện mà đi tiếp khá là hên xui nên tạo cũng không thể không thể uh, tin rằng là không thể nói rằng là cái vòng loại năm nay là nó dễ dàng được đấy thực sự tôi nghĩ là vòng loại năm nay là một cái điều gì đó khá là là, là là khó khăn đấy khá khó khăn căng cò vòng loại năm nay cũng không 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 phải dễ đâu đấy nhiều anh em cứ bảo là ôi tìm này tìm kia mạnh thì bắn vòng loại này dễ nhưng mà tôi nhìn ở đây tôi thấy cái lịch có vẻ là không 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 không, không dễ đâu Thế cái lịch năm nay có vẻ là không giòn một tí nào đâu đấy thì các đội sẽ cần phải rất là cẩn thận ở trong cái vấn đề này <laughs> OK thì đấy là cái đấy, 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 đấy là cái uh, vấn đề về uh, các team thi đấu. Đấy tiếp theo thì chúng ta sẽ có hôm qua ấy, thì khi mà tôi đi uh, nhậu nhé thì tôi hóng được thông tin đấy. để hôm tôi tôi có post lại ở trên page cá nhân của tôi thì các bạn có thể vào xem trong page cá nhân của tôi nhé. Thì uh, tôi có post về cái uh, tôi có post về cái uh, hôm qua đi nhậu thì uh, mình có hóng được cái việc là bên nga nào sẽ chọn ba cái đội ba cái đội mà có xuất trực tiếp như thế nào thì nói trước là nó cũng giống như là hôm trước tôi có làm một cái video phân tích thôi thì uh, các yếu tố quan trọng ấy, đó là tiềm lực tài chính này đội ngũ truyền thông này và có một cái nữa là kinh nghiệm vận hành esports quốc tế thì đây là ba cái rất là quan trọng đấy và cái ba cái tiêu chí ấy, nó áp dụng vào tất cả các quốc gia đấy bao gồm cả việt nam cả indo cả malaysia cả thái lan thì tất cả các nước đều sẽ áp dụng cái 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 như này hết tất cả nó đều sẽ áp dụng cái Uh, quy chuẩn như này, tức nghĩa là ví dụ như là nếu mà so với quy mô tài chính, quy mô tiềm lực tài chính quy mô của của tổ chức đi, thì là bên cái tổ chức ở Việt Nam ấy mà có suất thì cũng phải có cái quy mô tương đương ở bên Indo hay là bên Thái Lan, nó à, là như vậy. thì đầu tiên là về quy mô, tại vì cái này ấy, hôm trước này có một số bạn uh, có phản bác lại ý kiến của tôi, cho các bạn cái hôm mà tôi lên tuần trước tôi lên cái video về cái thể thức chọn team mới thể thức mời team mới ở FIFA World Series C ấy thì có một số bạn bảo là ôi team A, team B, team C, team này, team kia họ có lượng fan lớn này, có lượng view đấy, Gaina bây giờ mà không cho họ bắn thì sẽ rất là phí, rất là tiếc Đấy rồi đội này đội kia là đang gánh view cho cả giải đấu Thì hôm qua tôi có hỏi là Thế ví dụ như là những cái trường hợp những cái đội mà gánh view cho giải đấu Đấy thì họ có chắc chắn có suất hay không Thì à, cái cái bạn bên Ngay Na bạn ấy cũng có chia sẻ là cái view nó không phải là yếu tố quan trọng nhất đấy, cái view không phải yếu tố quan trọng nhất Cái quan trọng đầu tiên mà có nói đến là cái quy mô của cái tổ chức đấy và tiềm lực tài chính Đấy, thì cái tổ chức mà được cái suất mời tham dự FIFA World Series C ấy, thì phải chứng minh tài chính và cam kết lâu dài với tổ chức Tức là họ sẽ phải ký một cái hợp đồng hợp tác lâu dài Và cái hợp đồng này tất nhiên họ phải chứng minh là họ có bao nhiêu tiền để có thể duy trì được cái đội Ví dụ như là uh, họ phải sâu ra là cái đội để vận hành một tháng là hết bao tiền Ví dụ như là đội, uh, một đội eSports uh, của FIFA một tháng vận hành hết khoảng 100-150 triệu đi Thì ví dụ như bây giờ để duy trì được team này trong vòng một năm Tức là ví dụ từ tháng 1 năm nay cho đến tháng 1 năm sau thì là phải có 1 tỷ 200 triệu đấy Ví dụ như là nếu duy trì đội đấy 100 triệu một tháng Thì là phải có sẵn là 1 tỷ 200 triệu Đấy Và ví dụ như là nếu như mà uh, Đội đấy vận hành hết 200 triệu một tháng Thì phải có 2 tỷ 400 triệu Đấy Tiền tươi thóc thật Đấy, để mà chứng minh là mình có đủ khả năng để vận hành team này trong một năm chứ không phải là bây giờ ông vận hành team này độ 6 tháng xong ông bảo là ôi lỗ 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 quá lỗ quá đấy mình uh, dẹp team này đi mình làm team khác thôi thì thế không được thế không được thế toang ngay thì chắc chắn là cái cái kiểu như thế là không được đấy, kiểu gọi là đứt cánh giữa đường thế là hỏng mà theo cái quy chiếu của mấy nước kia ấy, thì hiện tại uh, ở bên Thái thì có vẻ như là Buriram Esports thì chắc chắn là sẽ có một suất rồi các bạn biết là Buriram Esports đã có rất nhiều game đấy không phải chỉ có mỗi FIFA mà thậm chí là họ còn có cả mấy game khác nữa ví dụ như thậm chí họ có câu lạc bộ bóng đá nữa nên tiềm lực tài chính họ rất là lớn hoặc là ví dụ như bên Indonesia thì hai cái tổ chức là AQ và Evos Divine của của Indonesia cũng rất là to thì những cái đội này gần như là họ chắc chắn là có suất đấy chắc chắn là có suất thì ở đây thì tôi cũng có nói là khả năng cao là những cái tổ chức mà tồn tại lâu đời tức là tồn tại năm bảy năm đổ lên hoặc là có nguồn lực tài chính rất là tốt thì mới được ban tổ chức chọn lựa để tránh kiểu đứt cánh giữa đường tức là đây các bạn sẽ hiểu nhá là mỗi đội ở giải vfl của chúng ta ấy, mỗi đội fifa việt nam của chúng ta ấy sẽ làm một bộ hồ sơ đấy như kiểu hồ sơ đấu thầu ấy đây, sẽ làm một bộ hồ sơ xong rồi gửi ở bên cho ghana xong rồi họ sẽ bắt đầu xét họ Gaina sẽ bắt đầu xét xem là ờ tổ chức này tiềm lực tài chính như này như này rồi tiền bạc của tổ chức này như này như này rồi vốn mà họ cam kết đầu tư ra cho đội như này như này rồi, các hoạt động như này như này tức là có rất nhiều tức là cái này mình đang nói là về quy mô tổ chức và cái tiềm lực tài chính thì nó là cái lớn thôi trong cái đấy thì là tổ chức ấy họ phải liệt kê ra họ có các phòng ban như này số lượng nhân viên của họ là bao nhiêu rồi bao nhiêu người hỗ trợ cho tuyển thủ tuyển thủ đi lại rồi ăn uống các kiểu rồi, rồi hình ảnh trang phục các thứ thì do ai tài trợ hay là được họ kiểm soát như thế nào tức là về cái tiềm lực tài chính về cái quy mô của cái tổ chức đấy là một trong những yếu tố rất quan trọng Đấy, chứ còn ví dụ như bây giờ bảo là bảo là team mình uh, cũng rất là nổi tiếng ấy nhưng mà ví dụ bây giờ mình đang chưa ở công ty chủ quản hoặc là mình đang bị thiếu đi uh, cái chứng minh tài chính rồi ví dụ bây giờ bên ana kêu là phải sâu ra có vài tỷ để mà có thể duy trì ở đội này trong vòng một hai năm theo cái yêu cầu của cái mà ví dụ như là không có không có để sâu cho họ thì cũng rất là khó thì cái này cũng sẽ là một cái vấn đề đau đầu dành cho các đội mà xin được ứng cử cái vị trí Uh, này, mà theo tôi biết ấy, cái chuyện mà ứng cử cái vị trí cho cái slot ở Free Fire World Series này ấy Thì đã diễn ra trong tháng này rồi Đấy, tức là ở cái thời điểm mà tôi uh, uh, talk show lên cái clip này ấy Thì là các đội đã nộp cái, cái, cái ứng tuyển đấy cho bên Ghana rồi Đấy, các đội đã nộp ứng tuyển rồi Và bây giờ thì Ghana cũng đang ngồi, đang suy nghĩ Uh, chắc là từ giờ đến cuối tháng này tại vì mùng 1 tháng 1 thì cho đăng ký uh, FIFA World Series rồi, cho đăng ký vòng loại rồi. Nên chắc là từ giờ cho đến cuối tháng này thì bên Nga nào sẽ nâng lên đặt xuống rồi xem so sánh giữa các tổ chức để xem là 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 là, là tổ chức nào là đủ cái uy tín và khả năng để đảm nhiệm cái vị trí ở trong cái uh, trong trong cái vị trí khách mời này trong vị trí slot mời trực tiếp này nói chung đây là một cái cuộc đấu thầu Đấy, rất tốn kém tiếp theo ấy thì là về đội ngũ truyền thông thì hôm qua tôi có hỏi bên Ana là là câu chuyện là là như thế nào thì bên Ana bảo là các cái đội mà tham gia FIFA World Series C 2024 ấy phải có một cái đội media chuyên nghiệp có năng lực sản xuất các chương trình esports kiểu như là talk show phóng sự vlog tức là <laughs> tức là <laughs> các đội này họ phải có một cái khả năng làm nội dung mà nội dung không phải là nội dung kiểu không phải là kiểu lấy cái điện thoại xong rồi quay đội mình lên xong rồi đăng lên tiktok xong rồi bảo đấy là content xong rồi được bảo là tôi được nhiều tim nhiều like không phải như thế mà thật ra cái talk show phóng sự ấy nó phải có cái gì nó mang tính có chủ đề nó phải có nội dung nó phải nghiêm túc và để mà nó mô tả được cái đời sống của các tuyển thủ đấy nó mô tả được cái cái câu chuyện đây ví dụ như là hôm trước có một bạn bảo là, là lấy cái ví dụ bên nào mà ví dụ bên nào mà mà làm ấy thì tôi thấy ví dụ có VN Minh này họ làm cái series uh, V họ làm cái series uh, uh, vlog rất là rất là tốt đây ví dụ như là VN Minh đây này các bạn đây này ví dụ như là cái ví dụ không biết cái này bị đánh bản quyền không nhỉ đừng đừng đánh bản quyền tôi nhá đây ví dụ như là ở đây hy uh, vọng bên VN được đánh bản quyền tôi <laughs> đấy thì ở đây chúng ta sẽ có một cái là cái uh, đây này Chúng ta sẽ có một cái series ăn đêm. Đây thì thì cái cái này là là có quay này, có edit này, có kịch bản này, có có gọi là caption các thứ. Thì ví dụ như bên Vgaming này họ làm là là mê, đây là the media họ rất là tốt. Đây. Ví dụ như là có series vlog này, câu chuyện sau cánh gà này, tức là các bạn nhìn thấy ở đây edit các thứ rất là cụ thể và họ có hẳn một kênh Vgaming Free Fire. Thì phải nói là cái media của bên uh, media của bên Vgaming này làm là tốt. Đấy, media ở bên VM này làm là tốt Đây, họ làm sản xuất highlight Có thể họ làm không đều lắm Nhưng mà họ có các cái phóng sự Và tất cả những cái này nó đều phải có Tất cả những cái này nó đều phải có kịch bản Nó đều phải có những cái góc quay Tức là nó phải có một cái đội ngũ sản xuất media chuyên nghiệp Dành cho cái đội này Thì đây cũng là một trong những cái yếu tố mà VMing nếu như mà họ cũng ứng tuyển cho cái vị trí này thì tôi nghĩ đây là một trong những cái bên Gala rất thích ở bên Gala rất muốn là có những cái đội mà có thể sản xuất media như là cách mà VMing đang làm đấy thì ở đây mình lấy ví dụ về cái kênh đây là kênh truyền thông chính thức của VMing đấy các bạn hiểu không thế nào gọi là kênh truyền thông chính thức rồi kênh truyền thông chính thức phải là một cái kênh mà nó rất là đầy đủ các nội dung đầy đủ các thứ mà là liên quan đến team đấy mà dù vậy thì VMing họ vẻ như là thời gian đây thì họ không sản xuất quá nhiều nội dung đấy nhưng mà nếu như bạn xét về mặt gọi khả năng sản xuất media thì là VMing họ họ làm được tại lý do tại sao mà mà chúng ta lại đánh giá cao Vi Minh nữa là tại vì Vi Minh ấy thì họ có một cái đội media nhưng họ làm cho nhiều game. Tại vì Vi Minh họ cũng có rất là nhiều game. Tầm tương tự như hôm trước chúng ta nói cái câu chuyện Team Flash ấy thì Team Flash họ có Team Flash họ có rất là nhiều các cái game ở trong cùng một tổ chức thì cái đội media cái đội truyền thông của Team Flash ấy hay là của Vi Minh ấy họ không chỉ làm cho mỗi Free mà họ còn làm cho game P game V game này game kia của họ nữa thì cái việc mà họ làm cho nhiều team ấy thì nó cũng sẽ tiết kiệm được cái chi phí đến từ tổ chức đấy và hai nữa là bởi vì họ làm nhiều game nên là họ làm nó cũng sẽ chuyên nghiệp hơn quy mô họ cũng sẽ làm tốt hơn đấy thì chúng ta thấy là bên Vi Minh họ làm rất là chuyên nghiệp đấy thực sự là họ làm để làm dựng được một cái vlog 9 phút này tôi không nghĩ là dễ đâu đấy những cái beauty shot tức là đây nó có rất nhiều những cái, cái, yếu tố nhưng mà ý tôi là để làm được một cái video như là bên Vi Minh họ làm thì nó không dễ đấy chắc là nó không dễ phải quay rồi phải các kiểu nữa Đây, các bạn thấy là quay xong rồi cắt kép các kiểu để nó thành một cái video mà nội dung chủ đạo của nó là là về esports đấy nội dung chủ đạo của nó là về esports thì đấy đấy là cái yếu tố về về media đấy là một yếu tố rất là quan trọng và À, tôi, cũng có hỏi luôn ấy là ví dụ như cái đội đấy mà có nhiều fame hay là có nhiều fan thì cái đấy có phải điều quan trọng không thì bên nga đã bảo là cái đấy nó không phải là yếu tố quan trọng mà cái quan trọng là cái sự chuyên nghiệp trong việc làm content cái, cái cái cái, cái tiêu chuẩn của cái là hạng mục này sẽ cao bởi vì đây là một phần của bộ mặt giải đấu đấy và các cái video chất lượng nó phải cỡ cái series on the glory ở bên Ghana đợt Free Fire World Series 2023 vừa rồi đấy tức là nó phải ở một cái mức độ nhất định chứ nó không phải là kiểu ối giời ơi kiểu quay kiểu lôm côm xong rồi kiểu 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 cứ đăng lên như thế là là được đâu đấy thì cái này cái này là cái mới bên Nga đã xét đến cái năng lực của media thì năng lực media thì uh, chắc là bên vi minh thì đang là 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 tốt tôi thấy bên vi minh làm rất là tốt đấy những cái vlog các thứ sản xuất ạ à, có một bên nữa bên ranking ở như họ làm cái sao ấy ranking thì không biết ranking ứng cử cho cái xuất trực tiếp hay đi hay không Nhưng mà tôi thấy bên ranking cũng làm rất là ok mà dù ranking họ làm đây là ranking của CF à? ranking free fire các bạn nhỉ đây ranking Esports ở đây hình như là họ dùng chung đây thì ranking thì có thể là view họ ít đấy view họ ít thôi nhưng mà đây là đột kích à đây có cả free fire đây đây rồi vlog này mà dù là lượng view của họ ít nhưng mà họ có quay và họ có họ có quay và họ có sản xuất nó thành câu chuyện thì cái này nó là năng lực sản xuất content đấy cái này nó gọi là năng lực sản xuất content ui họ áp cả video cỡ 4 k thì cái này nó là nó là năng lực sản xuất content của họ thì đây cũng là một yếu tố rất là quan trọng đấy yếu tố rất là quan trọng để mà họ apply họ ứng tuyển vào cái vị trí mà có cái suất thi đấu này đấy chứ còn ví dụ bây giờ ấy, tại vì ấy, là tại sao như thế tại vì bên nga nào sẽ khai thác cái mảng media này rất là nhiều khi mà đội đấy bước vào trong fifa world series như là các bạn cảm giác là bên thái bên indo bên malaysia họ làm media rất là là cẩn thận hàm lượng chất xám rất là cao xong rồi các team nhà mình thì làm content kiểu lôm côm thì cái đấy nó sẽ không được bởi vì là bên nga nào họ không họ không tập trung vào chuyện view đâu thật ra view hay là fame của đội tuyển thì cái đấy bên nga bảo là cái đấy nó đối với họ không quan trọng lắm đấy quan trọng là cái hình ảnh chuyên nghiệp của giải đấu thì bởi vì là hình ảnh càng chuyên nghiệp thì bên nga nào làm tài họ lôi kéo nhà tài trợ thì nó dễ dàng hơn đấy với cái mô hình chuyên nghiệp chứ không phải là ví dụ bây giờ bây giờ các bạn bảo là ừ, ông này ông kia lên top top xong rồi game thủ lên top top xong mùa mùa này xong rồi được nhiều like lắm thì cái đấy nó không phải là nó không có tính chuyên nghiệp thứ ba nữa là kinh nghiệm vận hành esports nội địa và quốc tế thì dễ hiểu là kinh nghiệm làm esports ở trong thời gian dài ở các môn khác Đấy, thì bởi vì cái mô hình franchising này nó tương đối mới đối với Free Fire và để mà vận hành được một cái đội ở trong cái mô hình franchising, cái mô hình nhượng quyền và có suất mời trực tiếp này sẽ khá khó khăn. Nó sẽ phát sinh ra rất nhiều thứ. Thế nên là những cái tổ chức mà họ đã có kinh nghiệm vận hành nhiều team esports rồi thì họ sẽ 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 có lợi thế hơn. Đấy thì ví dụ như là chúng ta biết là Uh, heavy họ, ví dụ như heavy chẳng trước đây có cả liên quân cả fifa mà thứ heavy thì bé team flat chẳng hạn team flat thì họ có rất nhiều team từ liên quân cho đến uh, uh, liên minh cho đến fifa cho đến uh, fifa rồi các game khác họ đều có cả hay v gaming thì cũng có cả pubg các thứ nữa thì những cái team mà những cái bên mà họ có kinh nghiệm vận hành esport nhiều team esports cùng một lúc và vận hành e sport theo mô hình nhượng quyền này thì họ sẽ có rất là nhiều lợi thế thì cái này là ba cái mà 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 bạn nhân viên bên Ghana bạn có hé lộ cho tôi biết đấy không thì các bạn lại bảo là cái này thằng Riaki mày tự nghĩ ra xong mà mày lên mày chém gió bốc phét thế này không phải tôi tự nghĩ ra mà cái này là bên nhân viên Ghana qua đi nhậu với tôi bạn nói đấy thì theo tôi biết ấy, thì là các team Việt Nam đang trong quá trình làm hồ sơ thì hồ sơ hình như đã nộp lên rồi và Ghana đang trong cái quá trình xét duyệt hồ sơ đấy thì nhưng mà có một cái thắc mắc ấy là không biết là cái việc mà đi lên từ vòng loại nội địa ấy thì ví dụ hai cái đội mà đi lên vòng loại ấy, chắc chắn là có thể họ là những cái team mà có thực lực nhưng họ không mạnh với media thì bên nga có hỗ trợ hay không tại vì làm sao mà phải cân đối được ví dụ 11 cái team được mời thì chắc chắn là họ sẽ rất là chuyên nghiệp còn bảy cái team mà đi từ vòng loại lên thì họ cũng sẽ phải có những yếu tố gì đấy họ đáp ứng được cái yêu cầu đến từ bên nga đấy thì cái này chắc là phải vài tháng nữa mình biết được ít nhất là sau vòng loại nhưng mà ít nhất là bên Nga nào sẽ đảm bảo là 11 cái team họ mời là ở một cái chất lượng hình ảnh, chất lượng rất là chuyên nghiệp về mặt tổ chức này, về mặt kinh nghiệm vận hành đội tuyển này, về mặt truyền thông media để mà hỗ trợ ở giải đấu thì là rất tốt. Ok. Thì à, mình chia sẻ nhanh với anh em về mấy cái tiêu chí mà hôm qua mình có hóng được như vậy thôi. Đấy, kết hợp với cả cái thông tin bên Ghana mới à, báo về cái à, hệ thống à, cái vòng loại của, VF, à, của của, không phải VFL mà vòng loại ở Free Fire World Series Việt Nam. mươi 2024, mùa xuân. Ok thì cảm ơn anh em theo dõi video này Và bây giờ thì xin chào hẹn gặp lại anh em trong những video sau nha Các bạn có thể lên đọc kỹ cái bài ở trên page cá nhân của mình để nắm thêm thông tin nha Và bây giờ thì xin chào bye bye